Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Lần trước mình có giới thiệu với mọi người về cái hoàn cảnh của bà cụ mà chống ghế đấy các bạn. Bà cụ lưng gù chống ghế đấy các bạn. Không biết bà đang làm gì đấy. Bà nhặt mấy cái cau cảnh này về làm gì rồi? Biết bà có nhà không? Mà mình tới thì chưa thấy, không thấy ai ở nhà hết. Bây giờ mình ghé thăm cái củi bà chất quá trời. Hôm nay mình quay lại để mình ghé thăm bà, cũng như trao cái phần quà của một số các cô chú, các anh chị gửi đến bà. Bà ơi! Bà ơi! Con nè! Con nè! Bà đang ở đằng sau hả? Bà đang đằng sau hả? Các bà đang làm gì bà? Bà cứ làm đi, bà cứ làm đi. Bà cứ làm đi. Ô, bà nhặt cỏ à? Mang ba cỏ này nè. Bà nhớ con không? Hả? Bà nhớ con không? Bà nhận ra con không? Này chú nữa đây hả? Dạ, hôm trước con ghé con thăm ngoài rồi, hôm nay con ghé thăm ngoài nữa nè. Ừ. Ra ngoài cứ làm đi. Mang ba cỏ này nè. Mình cỏ. Ngoài không mua bộ quần áo nào mới ở ngoài? Cái gì? Không mua bộ quần áo mới mà mặc. À, có chẳng. Có trong sao ngoài cũng mặc ngoài? Mang cái dụng mặc rồi là nó dơ đó. À sao nó dơ hả? Ừ. Thế bà đang lập cỏ các bạn. Tụi bà làm lâu chứ mà được nhiều ấy bà. Bà làm lâu chứ mà được nhiều vậy. Ừ. Bà làm mấy ngày nay rồi hả? Ừ. Nhổ cỏ cho nó phải lên, thấy bà sạch quá. Ừ. Bà sạch quá. Nhổ cỏ này. Cái rau má này mình để cho nó tốt mình ăn được các bà. Trời ơi, rau má nó lên mà bằng chết đấy. Các bạn không dám đâu. Bà ăn cơm chưa? Ăn cơm. Trời. Bà có thích cái ghế mà để chống cho người già không? Hay bà cái cây cái bà toan á? Ghế gì? Cái cây bà toan để mình đi đó. Mình chống mình đi á. Ừ. Bà thích cái đó không? Thích. Đây chỗ nào bán ta? Ừ. Đây có chỗ nào bán không ta? Biết ở đâu rồi. Hay lát con đưa tiền cho bà xong là bà nhờ cháu nó đi mua nha. Ừ. Cháu đưa con đưa tiền cho bà xong là bà lát bà nhờ, bà kêu cháu nó đi mua nha. Ừ. Cháu bà nó mua giùm cho bà ấy. Mới cây trống trống để bà đi á. Ừ. Bà đang ngồi làm cỏ. Đây là phía sau nhà này. Bà làm đến mấy giờ bà nghỉ bà? Ừ? Bà làm đến mấy giờ nghỉ? Không nữa. Bằng rồi nghỉ. Mà xong rồi nghỉ à? Cái này xong rồi bao giờ mới xong ta? Cỏ không rồi nè. Cỏ không à? Nhiều khi để cỏ nó lên cho nó đẹp cũng được bà. Thôi để mà cho sạch nó được chứ dơ quá trời. Dạ. Con tưởng bà đang trong nhà cơ, con tính đi vô. Mua hả? Con tính vô, con tưởng bà đang ngủ trong nhà. Ừ. Rồi bà không nghỉ ngơi cho khỏe, bà ra bà lập cỏ. Trời ơi. Ăn rồi cứ giống hoài rồi thất bại rồi. Ăn mà nằm vóng vô thất bại. Đưa hoài thất bại rồi, mừng cho rồi á. Dạ. Bà sạch quá. Hả? Bà sạch quá. Trời ơi, tụi mình cái căn mà tôi hốt mấy bữa dài sạch trơn đó. Cái căn anh trước á. À. Bà hốt mấy ngày nay luôn hả? Hốt mà trơn chị học sạch bóng nè. Dạ. Không có nước. Dạ. Cái này làm xong là mình đốt rồi bà? Ừ. Rồi đưa giống hoài thất bại mà không được. Làm đưa vóng hoài thất bại. Chắc là làm thêm lúc nữa xong mình vào nhà nha bà nha. Ừ. Dạ.
Mấy cái cỏ này chắc phải lấy cả gốc lên nó mới hết bà. Mới mà hôm nay bữa nay nó lên nữa rồi nè. À đúng rồi, nó còn cái gốc đấy bà. Có gốc chứ rồi. Nó có cái gốc nó lại lên nữa. Bằng cái sạch nó được, mình dơ gì quá. Rồi bằng cái sạch mấy bữa gà hốc mà trơn, hốc lắng bóng. Dạ. Bà làm lâu chưa bà? Hả? Bà làm lúc mấy giờ? Khoảng mấy bữa giờ rồi. À mấy bữa giờ rồi. Có tay với bà. Cái đồ bữa con mua cho bà ăn hết chưa? Mua cái gì? Hôm trước con mua bánh cho bà đây, mua sữa cho bà uống hết chưa? Hết rồi. Hết rồi á hả? Ừ. Hết rồi, nay con đi mua nữa nha. Ừ. Dạ. Bà thích ăn cái gì nhất? Mua gì bà cũng ăn hả? Ừ. Hay lát con đưa tiền cho bà thích ăn gì bà mua nha. Hả? Được không? Con đưa tiền cho bà xong là bà thích ăn gì thì bà mua nha. Lúc mà bà đi chợ có ai đi mua giùm bà không? Trời ơi, tôi gửi không kìa kìa chứ đi đâu. À, gửi cho người ta mua. Ô, khéo vào tay bà ơi. Để lát con gửi tiền cho bà xong là bà muốn ăn cái gì đấy mà kêu người ta mua dùm cho bà nha. Ừ. Dạ. Tiền hôm bữa con cho bà xài còn không? Hết rồi. Hết luôn rồi hả? Ừ. À. Để tí con biếu thêm nha. Ừ. Tí con biếu thêm cho bà, lấy tiền bà đi chợ. Bà đi chợ rồi bà nhờ ai đó mua đồ ăn cho bà ăn. Ừ. Bảo lát nó con biếu tiền cho bà xong là lúc nào bà đi chợ đó. À, nhờ người đi chợ mua đồ cho bà. Gửi ra. Con rồi đi mang đấy nè. Ăn cho sạch sẽ để vô quá chừng. Dạ. Mình này chuẩn bị ăn Tết đúng không bà? Ừ. Mình này chuẩn bị ăn Tết. Ừ. Cho nó sạch sẽ ăn Tết cho nó thoải mái. Dạ. Thấy bà xiên quá. Cái chỗ này mình có trồng cái gì không bà? Không có trồng gì đâu. Cứ làm cỏ cho sạch thôi đúng không? Chứ đâu có trồng gì đâu đúng không? Làm cỏ cho nó sạch đi chứ đâu có trồng gì. Dạ. Cỏ là nó không lên nổi với bà luôn á. Có cây nào là bà làm sạch luôn. Bà làm cái chỗ này mấy ngày rồi? Ừ? Bà làm chỗ này mấy ngày rồi? 2-3 ngày rồi. 2-3 ngày rồi. Hôm bữa nay có ai nói bà được lên tivi không bà? Ừ? Hôm bữa nay có ai nói bà lên tivi không? Đi đâu? Lên tivi á? Không. Không hả? Ừ. Không ai thấy bà trên tivi hả? Dạ, không. Nhà bạn chuyện đặt giặt đây mà bạn không rồi. Dạ. Có cái hát không ha. Đây bà làm cả bên ngoài đây luôn à bà? Hả? Ô bên ngoài đây bà cũng làm xong rồi đấy hả? Ừ. Bà làm sạch chứ vậy? Xung quanh bà nhà là bà có cái cỏ là bà nhổ hết luôn. Tại cũng bà cũng không chịu ngồi yên cho nó vui, cho nó thoải mái.
để đi vô mở hẻm mặn nữa. Dạ đúng rồi, nghỉ đến mai là mình tiếp à. Dạ. Ba chứ xe chưa cảm nhận đi rồi mà cỏ. À đi mình cỏ. Dạ ngoài tư nữa hả? Dạ con vào nhà bà chứ không vào nhà cậu Tư. Không bà. Ừ, con vào thăm bà mà. Lát nữa con đưa tiền bà mua cái cây trống nha bà. Chứ con thấy bà trống này không được, nãy con tìm ngoài kia mà không chỗ nào nó bán nữa. Để nhờ ai đấy đi mua cho bà cái cây trống. Trống không có biết đâu. Dạ, trống để bà đi cho nó dễ. Dạ, bà chống gậy bà đi được không? Dạ, chống gậy đi không có được, chống ghế đi mới được. À, chống gậy đi không được mà chống ghế đi mới được hả? Ừ. À, nếu bây giờ mua gậy bà đâu có xài được đúng không? Chống cái ghế là đi mới được, chứ chống gậy đi không được. À, mà mình không chế chống cái ghế cao hơn được hả bà? Ừ. Chống cái ghế cao hơn được không? Ừ. Chống cái ghế đi cũng được. Nhưng mà mình mua cái ghế cao cao vậy được không? Ghế thấp đi mới được, chứ cao đi không được. Bà dẫn con vô nhà xem đồ ăn còn không, để con xem cái gì thiếu con mua nào bà. Vô trong phòng á, rồi rửa tay rửa chân luôn. Hay bà ngồi nghỉ lúc. À bà rửa tay đây hả? Vào trong nhà xem còn đồ ăn không bà? Có vô trong nhà xem đồ ăn, đồ sữa, thức còn không? Không. Hết, hết không còn cái gì luôn hả? Thế... Điểm thật nó cũng hư nữa nè. Dạ? Không phải thấy điểm thật nó cũng hư nữa nè. Dạ. Ủa nhưng mà cái này mình ăn được không mà mình lấy bà? Ăn được hết trơn à. Qua câu này câu cảnh mà. Ừ, câu gãy. Sao bà không mua cái câu này này?
Trời ơi, cao già ăn không có được. À, ra nó được bán con non mới được hả? Để con vô thăm nhà bà tí nha. Xem đồ ăn đồ uống bước mua cho bà con không? Gạo đây để nó móc chuột nó mò quá trời luôn kìa. Ồ, hết rồi. Trong này tối om om. Và mà củi và chất ngay vào cái chỗ mà giường nằm luôn. Chỗ này chắc là tắm giặt ở đây này. Tối bạn nấu cơm ở đây này. Biết ăn uống, biết có cái gì để ăn không? Mấy bà nấu cái gì đấy? Ôi trời, cái này bạn nấu từ hồi nào? À, giống mỡ heo các bạn. Mỡ heo bà Thắng á. Thắng cái mỡ heo á. Này, cái giường bà ngủ này, trời giàu trước mình mua cho bà này. Hết hả? À, đang còn nửa chai. Để xem nay bà cần gì mua cho bà luôn. Bà giờ bà thích cái gì con mua cho bà này bà? Giờ bà thích cái gì? Cái gì cũng được hả? Có gì bảo con ăn hả? Nhưng mà bà thích cái gì nhất? Dạ. Ngủ đi sớm mơ tới giờ là đang hả? Dạ vâng ạ. Trên thành phố mà đi sao vậy? Đâu mà có đi chiều đâu được. Có mà em có cho tiền mới cho bánh kẹo ấy, mua sữa cho bà uống ấy. Bà cài mấy cái nút áo lại đi bà. Cái nút áo nó bị bùng hết rồi. Các bà vừa làm vào nó mệt đúng không? Niệm Phật á. Máy nó hư. Máy niệm Phật của bà nó bị hư hả? Ừ, nó hư rồi nè. Nó hư rồi, bây giờ mua ở đâu được ta? Hả? Mua ở đâu có ta? Ở ngoài chợ. Chợ đấy hả? Chợ này nè. Thiếu gì? Mua cái máy này đúng không? Ừ. Máy niệm Phật đúng không? À, có nghĩa là bà đang nghe này, nhưng mà nghe nó nhỏ đúng không bà? Để có đi mua cho bà cái khác nha. Mua cho tôi cái khác. Cho tôi một cái rồi. Dạ. Cái niệm Phật con không biết chỗ nào nó bán nhỉ? Hay lát có đưa tiền về mai bà cho kêu người đi mua cho bà nha. Được không? Mau tôi mượn thì nó mua. À, đúng rồi, mai mượn cháu nó mua giùm cho bà nha. Ừ. Dạ. Cái này bao nhiêu tiền bà? Không biết, nhưng không biết nữa, tôi đâu có mua đâu, cái này người ta cho nè. À, người ta cái cho hả? Nó lâu rồi, dạ. 20 năm nay rồi, hư rồi. À, hay là để lát nữa con đưa tiền cho bà, xong là mai bà nhờ ai mua cho bà nha. Ừ. Mì với sữa hôm trước là bà uống hết rồi đúng không? Trời ơi, cao ơi, già khú, ăn không có được. Cái này giống đám cưới vậy đâu. Đâu đâu chậu đám cưới đâu. À, cái này đám cưới họ bỏ ra họ đó. Cho xong là bà nhà lấy về đúng không? Dán đó. Dạ đúng rồi, nó dán cả chữ đám cưới này. Chậu đám cưới đó mà già ăn không có được. Dạ. Thấy bà đi ra đi vào có xíu mà vãi hết mồ hôi rồi. Trời chứ mau giờ tắm 2-3 lần rồi đó chứ. Tắm 2-3 lần rồi à? Rồi mới đi mần đó, còn nhiều còn nữa chứ phải vậy không đâu. Dạ. Hôm nay quần cái áo vậy. Dạ. Có mấy cô chú gửi tiền cho bà đó. Ừ. Bà giữ được không? Bà giữ tiền được không? Bà giữ tiền được không bà? Ừ. Bà giữ tiền được không? Ừ. Con cho tiền xong bà là con đưa tiền cho bà xong bắt đầu là bà muốn mua gì bà mua nha. Ừ. Bà muốn ăn gì bà ăn nha. Ừ. Dạ, mua máy này thì nhờ ai mua giùm cho bà? Tại con ở đây con ở. Hiền nó mua giùm. Dạ, con ở xa con tới cho nên con không biết là cái chỗ nào nó bán mấy chỗ nào nó không bán. Dạ. Chợ này nè. Dạ. Bán thiếu gì? Dạ. Cái máy này để con xem là nếu mà. Nó hư rồi đó. Dạ. Nó hư rồi hết pin hay sao ạ?
Mới để vô hai cục bình từ 2-3 bữa gài đó mà nó trứng đó. À mới về hai cục bình nè. Hai cục bình mới ra mới để đó. À. Để con tí con đưa tiền cho bà xong là bà nhờ ai đi mua. Hiền nó mua. Ai mua giùm cho bà nha. Ừ. Dạ. Yeah. Bà không đi đâu chơi hả bà? Trời ơi, đây lỗ phải không? Lỗ, đi không lỗ vậy. Đi lỗ thì nói gì tôi đâu có mượn. À. Là do mệt rồi, yếu rồi không đi nổi đâu. Mình củi này bà lấy mà nhiều chứ bà? Ừ. Củi này. Củi để chậm. À. Bà có nằm quạt được không bà? Ừ. Bà có nằm quạt được không? Ừ. Trước bà thắng dừa cho bà thắng dừa còn không? Ừ. Hôm trước bà thắng cái dừa được nhiều nhiều dầu không bà? Dầu hả? Dạ, cái dầu dừa. Có. Bà cho con ít được không? Thắng được 3 cái. Bà để đâu rồi? Cắt để dành giúp chứ đâu. Bà cho con xin một tí được không? Ừ. Bán nệm. Bà nằm nệm nằm chiếu không? Hả? Có mua chiếu mới không? Mua cái gì? Chiếu mới á. Chiếu hả? Dạ, chiếu mấy nệm, gối, mua không con mua cho? Thôi, có chấm á. Mấy cái đó mình thay được không? Thay để ăn Tết, được không? Không, muốn chiếu thay thì được. Chiếu à, để con gọi nó thử này. Nó chạy mất tiêu rồi. Nó chạy nhanh quá. Chạy nhanh có đuổi không biết có kịp không? Nó chạy nhanh quá mà con lùa nó không kịp. Đó để con đưa tiền cho bà xong là bà nhờ cháu nó đi mua giùm cho bà nha. Ừ. Dạ. Bà còn cái dầu dừa không cho con xin miếng mà. Hả? Dầu dừa? Không có. Được thắng nó còn dư cho con tí. Được không? Cho con tí tiểu thôi. Không có. Mấy là nó ạch nó hư đó. Dạ, nó muốn hư rồi bà. À chưa tắt do mình chưa tắt ạ. Nãy mình chưa tắt. Tưởng bà thắng rau dừa còn con xin miếng. Hết trơn à. Hết không còn miếng nào luôn à bà? Trơn đâu còn. Có mấy cô chú gửi tiền cho bà đó bà. Có mấy cô chú gửi con ít tiền mang xuống biếu bà để bà lấy tiền bà ăn. Có một cô là tên cô Hương. Cô là cô Hương ở quận 6 ấy bà. Cô gửi cho bà 1 triệu. Rồi cô Năm, chị Đài Nguyễn gửi cho bà 1 triệu. Chị Mỹ Tiên ở Sài Gòn gửi cho bà 1 triệu. Cô Phượng ở bên Úc gửi cho bà 2 triệu. Đó. Đấy một mạnh thường quân không nhớ tên biết là ai nhưng mà cái mã chuyển tiền là 4897 á. Số 4 số cuối là gửi cho bà 1 triệu nữa. Ừ. Là tổng số tiền là 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu. Ừ. Giờ bà có 6 triệu là bà muốn làm gì bà? Ừ. Bà. Ừ. Bây giờ có số tiền 6 triệu này bà muốn làm gì? Này, con lấy tiền con đếm con đưa bà này. Bà cất nha. Bà cất bà mua đồ ăn nha. Ừ. Hai bốn sáu tám mười hai mười bốn mười sáu mười tám một hai ba bốn năm anh nhớ đây hai bốn sáu tám mười bà thấy có nhiều tiền vậy bao giờ chưa bà nha. Con gửi tiền cho bà lấy tiền bà ăn Tết nha. Ừ. Nha. Bà kiếm tiền bà ăn Tết nha. Bà biết nha.
mua bảo mua Tết Tết bảo mua ví dụ bánh kẹo hay là mua đồ ăn á, mua thịt mua cá. Bà muốn mua gì bà mua nha. Dạ, con gửi bà đây là 1 triệu tiền của cô Hương ở bên quận 6 này. 1 triệu cô Hương bên quận 6. Đó. Đây, cô Năm, chị Đại Nguyễn gửi cho bà thêm 1 triệu nữa này. Đấy bao nhiêu bà biết không? 1 triệu cơ. Dạ đúng rồi 1 triệu đó bà. Đấy là đấy cái đó là của cô Hương bên quận 6, cô Hương, cô Sáu Hương nha bà. Cô Sáu Hương là gửi đấy cho bà 1 triệu đây này, 1 triệu này. Rồi đây là tiền của cô Năm với chị Đại Nguyễn gửi cho bà thêm 1 triệu nữa này. Đó, là 2 triệu. 2 triệu. Dạ đúng rồi 2 triệu. Rồi chị Mỹ Tiên ở Sài Gòn á gửi cho bà thêm 2 triệu nữa. Là 1 triệu này là của chị Mỹ Tiên ở Sài Gòn nha bà. Đây 1 triệu nha. Đó. Rồi cô Phượng ở bên Úc á là gửi cho bà 2 triệu. Đây con gửi cho bà 1 triệu này. Là 2 triệu này. À, cái này là 2 triệu này là của cô Phượng bên Úc nha bà. Dạ. Mấy cả có một người có gửi tiền cho bà nhưng không có đọc tên, không có nói tên là ai hết á. Cái mã số chuyển tiền 4 số cuối đó là 4897 gửi cho bà 1 triệu. Đây là 5 tờ 200 này bà. 5 tờ 200. Đó, đây số tiền này là của bà nha. Bà muốn mua quần áo hay là mua chăn chiếu mùng mền hay là bà mua cái gì bà mua nha. Bà biết số tiền này bao nhiêu không? Này có số rồi, số 5 này. Không, cái này là 200 bà. Giấy 200 hả? Dạ, giấy 200, còn giấy này giấy 500 bà bỏ khá lộn. Được rồi, con để 500 này. Này. Dạ, dạ, đúng rồi. Đúng rồi, giấy đấy 200. Giấy xanh này nè. Dạ, đúng rồi. Để tôi để dạ, 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 đúng rồi, đúng rồi. Đó là giấy 200, còn đây là giấy 500 này bà. Ừ, đấy là giấy 500. Bà gấp đây đi, bà gấp lại đi. Bà gấp xong bà cất. Bà đếm thử xem chỗ này bao nhiêu bà. 5 triệu á. 3 triệu. Không mà đếm lại, vẫn đếm lại, đếm lại, đếm lại, đếm lại, đếm lại. Chỗ này 5 triệu đó. Ừ. Mà đếm lại xem đủ không? Con đếm cho bà này. Này con đếm cho bà này, đưa con đếm cho. Đếm lại nha, đây nha. Số tiền này này. 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu. 2 triệu, 2 triệu. 3 triệu này. 4 triệu này. Đây nữa là 5 triệu này. 5 triệu ấy nha bà. Ừ, đấy 5 triệu đấy, đúng rồi, 5 triệu tiền chẵn, còn đây là 1 triệu tiền lẻ đó bà. Bà đếm lại chỗ này luôn. Bà cất cái 5 triệu này trước đi. Dạ bà cất kỹ nha. Rồi, 5 triệu bà cất vào túi, cất kỹ nha bà. Rồi bà đếm cái tiền kia nữa. À để đếm chỗ anh. Cái này là 1 triệu này bà. Ừ? 5 tờ 200 là 1 triệu đó. 1 triệu hả? Dạ dạ dạ. Bà cất kỹ nha bà. Bà giữ tiền có sao không? Bà giữ tiền có sao không? Hả? Bà giữ tiền mà có sợ người ta lấy không? Không. Bà giữ kỹ nha. Cất kỹ không người ta bảo người ta lấy mất tiền của bà nha. Bà để dành bà ăn nha. Bà ăn uống rồi bà mua cá mua thịt mà ăn nha bà. Bà muốn mua cái gì thì bà nhờ người mua, bà cháu muốn nó mua cho nha. Bà nhớ là đưa tiền 200 là riêng, còn tiền 500 là riêng nha. Tiền 200 bà bỏ túi này, còn tiền 500 bà bỏ túi kia nha. Cái này 200 bỏ dạ, đây này. Cái này 200, bà lấy bà xài trước. Sau lúc này hết bà lấy từng tờ một rồi bà xài thôi nha. Chứ bà đừng có lấy hết ra là người ta thấy là người ta tham là người ta lấy mất đấy nha bà. Dạ. Bà để dành bà xài Tết bà dưỡng già nha. Dạ. Đấy là của các cô chú có gửi cho bà đó. Nãy con nói có đọc tên là cô Sáu Hương. Mấy cô Năm, chị Đại Nguyễn, chị Mỹ Tiên ở Sài Gòn, mấy cả cô Phượng ở bên Úc. Mấy một người không có biết tên là cái mã số chuyển tiền là 4897, gửi cho bà 1 triệu là tổng là 6 triệu con gửi cho bà. Bà lấy tiền bà mua cá này, mua thịt này, mua quần này, mua áo này nha. Dạ. Quần áo bà có. Quần áo bà có hả? Các cô chú thương bà lắm á, các cô chú gọi điện cứ hỏi thăm bà biết à. Dạ, cứ hỏi bà ở đâu để đến thăm bà. Nhưng mà các chú ở xa quá không đi được. Thế là con đi dùm. Đi tối ngày nay hả? Dạ. Trời ơi. Con đi từ Sài Gòn nó xuống đây bà thấy con mệt không? Con chưa ăn cơm nữa này.
Chà cái mộ. Dạ, con đói quá, nó có cơm ăn thì bà cho con ăn cơm mới được không? Bà, cho con ăn cơm mới được không? Không có này. Thôi con nói giỡn Đâu vậy có thôi. cơm tiệm thức cái cho rồi. À, cơ tiền cho khuất cho rồi. À, thôi bà muốn mua đài thì bà nhờ cháu nó mua cho nha bà. Bà cất tiền cẩn thận nha. Cất kỹ đó. Chứ không đến lúc mà mất cái là không có tiền xài nha. Không mất được rồi. À, bà giữ là không bao giờ mất đúng không? Có bị mất bao giờ chưa bà? Có bị mất tiền bao giờ chưa bà? Bà có bị mất tiền bao giờ chưa? Không có đúng không? Bà về bà giữ kỹ nha. Tại con sợ con đưa nhiều cho bà quá, sợ bà làm mất hoặc là người ta vào người ta ăn trộm á. Dạ, cho nên là bà cất kỹ để lấy tiền bà xài Tết. Rồi nếu mà có dịp con đi ngang qua con lại ghé thăm bà nha. Lần sau con xuống bà cho con ăn cơm ấy nha. Thôi bà nghỉ đi, con về nha bà. Dạ, có dịp là con lại ghé. Cái tiền đấy bà tính bà mua gì bà? Tiền bà tính bà mua gì? Mua đồ ăn chút đến ăn Dạ, hàng ngày bà thích ăn gì bà cứ ăn nha, ăn nhiều cho khỏe nha bà. Dạ. Thôi con đi về nha. Đi về hả con? Dạ con đi về đây, đi về Sài Gòn lại. Về đấy tối rồi. Con chạy mấy trăm cây số xuống đây để thăm bà đó. Đi xe bự hả? Con đi cái xe bé tí kìa. Xe đó ra hả? Dạ. Con đi xe đó đó. Vậy là nói chung bà còn giữ tiền được là mừng rồi. Là Xuống đây bà mừng quá chừng rồi. không? Bà mừng Mừng. không? Bà cảm ơn các cô chú mà gửi tiền cho bà không? Bà có gửi gửi lời cảm ơn đến các cháu của bà gửi tiền cho bà không? Bà có gửi lời cảm ơn đến các con cháu của bà gửi tiền cho bà không? À, thôi con đi về nha bà. Dạ, chào bà nha. Các bạn hôm nay mình dạ mình ghé thăm bà ngoại á. Đúng cảm ơn tấm lòng của một số các cô chú đã gửi gửi tấm lòng đến bà cô nha. Thì mình cũng có hỏi quanh quanh đây rồi thì bà giữ tiền cũng kỹ lắm. Chứ không là mình cũng không dám đưa cho bà đâu. Mình tính mình đưa theo tháng nhưng mình xuống mình hỏi thì mình thấy biết được bà sống cũng ở đây là cũng không bị mất trộm mất cắp bao giờ cho nên là mình cũng mừng cho nên mình có ít thì bà có 6 triệu là mình đưa cả cho bà để bà Tết này bà có cái bà xài mà mua đồ ăn thức uống á. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video ở đây nha. Xin chào hẹn gặp lại tất cả các cô chú các anh chị trong một cái clip mới sau của mình nha.